Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Đời Sống Nha Trang. Hôm nay em và cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng đi một vòng đường phố Nha Trang nha. Hiện tại chúng ta đang ở đường Hoàng Diệu của cô chú anh chị. Chúng ta đang đi hướng từ đường trời ngã ba Hoàng Diệu và Đồng Phú đi lên, đi về hướng sân bay Cam Ranh đó nha cô chú anh chị. Con đường Hoàng Diệu này thì không dài lắm nha cô chú anh chị. Nó nối liền một đoạn cuối là đường Trần Phú và đầu bên kia là đến vòng xoay Nguyễn Đức Cảnh ấy. Chúng ta sẽ đi đến vòng xoay Nguyễn Đức Cảnh, sau đó sẽ quay ngược trở lại và đến chợ Hoàng Diệu nha cô chú anh chị ha. Trên con đường Hoàng Diệu này thì cũng có nhiều cửa hàng, nhiều cái nơi bán đồ lưu niệm cũng như là những cái khách sạn nhỏ, khách sạn mini của chú ha, để phục vụ cho lưu trú. Những du khách ở xa đến, đặc biệt là du khách nội địa thì cũng thường hay chọn những khách sạn mini ở đường Hoàng Diệu này để lưu trú nha cô chú anh chị ha. Nếu chúng ta đi từ hướng sân bay Cam Ranh về thành phố Nha Trang, nếu như chúng ta muốn đi ra đường Trần Phú thì sẽ đi qua vòng xoay Nguyễn Đức Cảnh, sau đó đi ra đường Hoàng Diệu và ra đường Trần Phú nha cô chú anh chị. Ngược lại, chúng ta nếu đi từ đường Trần Phú đi về sân bay Cam Ranh thì cũng phải đi qua đường Hoàng Diệu này và đến vòng xoay Nguyễn Đức Cảnh để qua đi về sân bay Cam Ranh nha cô chú anh chị nha. Có thể nói con đường Hoàng Diệu này là một đường huyết mạch. Trước mắt chúng ta chính là vòng xoay lớn, vòng xoay Nguyễn Đức Cảnh. Em sẽ bọc theo con vòng bên này để quay ngược trở lại Hoàng Diệu và đi dẫn chúng ta đến khu chợ Hoàng Diệu nha. Chúng ta thấy thì phía bên tay trái chúng ta khu vực đang rào tôn đấy là khu vực hướng về sân bay Nha Trang cũ em cùng với chú anh chị nha. Con đường này phải nói là khá là đông đúc và tấp nập xe cộ qua lại. Khi trong những ngày mà du lịch cao điểm thì con đường này lại càng tấp nập hơn nha cô chú anh chị, bởi vì nó nối liền hướng sân bay Cam Ranh và đi ra hướng đường Trần Phú về trung tâm thành phố Nha Trang. Khu chợ Hoàng Diệu rồi cô chú anh chị nha. Em sẽ vào đó đi dạo một vòng để xem cái tình hình khu chợ vào buổi sáng như thế nào nha. Chợ Hoàng Diệu cũng chỉ là một khu chợ nhỏ thôi nha cô chú anh chị. So với chợ Bình Tân, chợ Hòn Rớ hay chợ Vĩnh Trường thì nó là chỉ là khu chợ nhỏ thôi. Đây em thấy bên ngoài đây thì có bán các loại rau củ, đồ ăn, đồ uống phục vụ cho bữa cơm hàng ngày của gia đình nha. Có lẽ phía trong kia là bán hàng cá, hàng thịt. Em sẽ đi vào trong phía sau kia để quay cho cô chú anh chị xem nha. Thank you.
Đi một vòng ra đường Trần Phú lại cho cô chú anh chị nha. Như vậy chúng ta vừa đi hết con đường Hoàng Diệu rồi. Con đường này thì cũng khá là ngắn thôi, nhưng nó cũng là một con đường rất là đặc biệt ở thành phố Nha Trang nha cô chú anh chị. Phía trước mặt chúng ta nhìn thẳng hướng ra biển chính là sân bóng Thanh Niên. Nơi mà chiều nào cũng vậy, đặc biệt là những ngày cuối tuần thì rất là đông những người dân địa phương, người ta ra đây người ta tắm biển. Ở sân bóng Thanh Niên này thì cũng là một cái bãi biển khá là tấp nập và đông vui nha. Chúng ta thấy trên màn ảnh thì cái đoạn đường này hiện tại thì đang được đào xới lên để lát lại đá vỉa hè của chú anh chị nha. Khu vực này đang được chuẩn bị để lát lại cái lớp đá vỉa hè nên nó hơi là ngổn ngang nha. Các công nhân người ta đang tích cực làm việc để lát lại cái lớp đá phía bên mặt phía bên sân bóng Thanh Niên đó cô chú anh chị. Xin gửi lời chào tạm biệt đến cô chú anh chị và các bạn gần xa. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian vừa qua để đi xe theo những video đường phố nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video clip mới về đường phố Nha Trang. Các em xin mến chào tạm biệt.